là gặp nhau ở lúc mà tụi con đi quay chung đó. Nhưng mà lúc đầu con gặp thì con rất là ghét. Con không có ưa, con thấy cái đứa nào mà cứ nhìn con miễn gặp con nhau đó. Ở trường quay là chú đúng rồi. Dạ đúng. Tôi đoán 1000 cặp rồi mới chính con cặp đó. Thì bình thường bạn này bạn nói là bạn uống ít lắm, bạn uống tầm 3-4 lon, mà bữa đó bạn uống tới 90 lon. Thì con cũng không biết làm sao hết trơn á. Lúc đó bạn xỉn, bạn cứ ngồi một đống vậy đó, chọc hết cái đường đi của người ta. Không chả ghen, chả mới uống tới 90 lon như vậy. Ôi là con ghen à? Dạ. Con mới có quen người ta một chút vậy mà con lại ghen người ta. Tới 3-4 giờ sáng bạn mới lên mà hỏi con sao rồi. Thì con mới nắm tay. Thì con mới kiểu dạ con người gì? Dạ con người gì? Mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ con lời đầu tiên con xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Thì con tên là Thủy Tiên. Năm nay là con đã có được một bé đầu lòng là bé gái được gần 1 tuổi ạ. Dạ Thủy và hiện tại con đang làm nội trợ ở nhà thôi. Nội trợ thôi. Dạ. Còn cái trước khi làm nội trợ thì con làm gì nè? Trước kia thì con đi quay. Đi quay là diễn viên tự do đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Dạ năm nay con 31. Dạ em chào tất cả mọi người. Dạ con chào chú Quốc Thượng và con chào cô Hồng Vân. Con tên là Hoàng Thái Kim. Thì hiện tại con là diễn viên. Rồi cả hai đều là diễn viên hết. Cho nên em mạnh dạn em đoán luôn, cặp đôi này nó gặp nhau ở tại phim trường rồi quen nhau. Nói như chung là cua nhau luôn chứ không có gặp nhau ở đâu cả. Đi quay chung gặp nhau đúng không? Đúng rồi. Dạ đúng, chú Thượng nói đúng. Là gặp nhau ở lúc mà tụi con đi quay chung đó. Nhưng mà lúc đầu con gặp thì con rất là ghét. Con không có ưa, con thấy cái đứa nào mà cứ nhìn con miễn gặp con nhau đó. Ở trường quay là chú đúng rồi. Dạ đúng. Tôi đoán 1000 cặp rồi mới dính con cặp đó. Cái lúc mà hai đứa con quen nhau là lúc đó là đang bấm cái phim Chè Táo Đỏ phần 2. Thì lúc đó là hai đứa con là trên Sài Gòn xong đi xuống Bình Dương quay. Thì lúc đó là con nhìn xa xa là con không có phải là tia gái nữa, mà con nhìn thấy là cái bạn này kiểu như trái ngược lại với tất cả các bạn khác, nhìn có nét vậy rất là lạ. Với lại cái nét mà kiểu như rất là ấn tượng luôn, kiểu như cái nét này là không biết sao nữa đó, khi mà cái lần đầu tiên con nhìn vô thì nó kiểu như bị ấn tượng sâu trong cái trí não con luôn. Thì con nhìn hoài. Xong bà này bà thì bà ghét những ai nhìn bà lắm. Mà lúc đó con cũng không có thích nữa, con nói bà này cũng liếc lại mình. Không nhìn ta sao biết người ta nhìn mình đó. Xong cái lúc đó con cũng không ưa. Sau khi mà tụi con gặp nhau đó thì là không có ưa. Rồi tới gần cả năm sau á, tụi con mới đi quay chung rồi cũng lại có dịp đi chơi chung với nguyên một đám bạn luôn á. Thì lúc đó đi countdown ở ngoài phố đi bộ Nguyễn Huệ. Nguyên cái khoảng thời gian từ lúc mà Noel cho tới Tết Tây cho tới sinh nhật của con luôn là chung 1 tháng 1 đó luôn á. Đi chơi rất là nhiều, thường xuyên đi quay, đi ăn, đi chơi chung thường xuyên nhiều á. Xong rồi cái lúc đầu là con đi thì kiểu theo đi bạn bè đi chơi vậy thôi, chứ con cũng không có cảm giác là sẽ thích hay là quen người này. Thì tự nhiên cái đi riết cái mình mới có cảm tình. Cái đi Vũng Tàu, có một chuyến đi Vũng Tàu thì kiểu như là không có lời tỏ tình nào với con hết. Nhưng mà tự nhiên cái sự quan tâm lo lắng của người ta làm cho mình cảm giác được rằng là mình cảm thấy vui, mình cũng cảm thấy là thôi mình mở lòng ra chút xíu cũng được. Thì nói chung là tự nhiên đi chơi chuyến đó xong về mới bắt đầu là quen nhau. Rồi đến khi nào coi như là chính thức coi như gọi là yêu nhau luôn á? Dạ thì tụi con là xác định vào ngày 1 tháng 1 năm 2022 là tụi con xác định quen nhau. Nhưng mà kiểu cũng chưa công khai cho mấy bạn đi chung biết. Phải có một cái kỷ niệm gì mà mới sâu sắc vậy chứ đúng không? Dạ sinh nhật của con. Dạ thì con có mời bạn bè mọi người tới. Thì bình thường bạn này bạn nói là bạn uống ít lắm, bạn uống tầm 3-4 lon, mà bữa đó bạn uống tới 90 lon. Thì con cũng không biết làm sao hết trơn á. Lúc đó bạn xỉn, bạn cứ ngồi một đống vậy đó, chọt hết cái đường đi của người ta. Xong rồi cái sau này bạn mới nói, bạn mới nói con á, có phải là cái thằng kia thích em không? Cái con mới nói ủa sao anh biết? Cái nói trời ơi, nhìn cái là biết rồi chứ sao không biết được. Cái người mà mình người ta thích nhìn vô là biết chứ. Xong chả ghen, chả mới uống tới 90 lon như vậy. Ôi là con ghen à? Dạ. Con mới có quen người ta một chút vậy mà con đòi ghen người ta. Dạ. Con dễ nhạy cảm trong mấy cái phần đó lắm. Con nhìn sơ qua là con biết là khứa đó nó sẽ có vấn đề gì với người yêu mình liền. Thấy lại nó theo cái kèo này là mày thích gậy tao chắc luôn. Mà âm thầm tự dạ. Tự uống. Có nghĩa là uống để cho tiêu ghen, tiêu đúng. Sầu đúng không? Dạ con uống để cho đã cái cơn đó đi. Xong rồi cái lúc đó con nói thiệt, nếu mà một thời gian có thể quay trở lại con sẽ uống 1 lon duy nhất thôi. Con uống xong 9 lon, tới lon thứ 10 là con lên lầu con nằm không được, con đứng không xong mà con nghiêng qua đây nó cũng chóng mặt, nghiêng qua đây cũng chóng mặt, con ngồi cầu thang cũng không nổi. Xong rồi cái hồi nữa con ngồi giữa cầu thang vậy. Nghĩa là đêm đó không về nhà luôn. Dạ đúng không? Là ở nhà có nhà là chuyện gì tới cũng tới là ở nhà luôn. Là dạ, có tới không? Chưa đâu. Chưa, hôm đó đông người sao? Qua nhà vợ con chơi lắm. Tới 3-4 giờ sáng bạn mới lên mà hỏi con sao rồi. Thì con mới nắm tay. Thì con mới kiểu như lúc đó là con khóc mà chắc vợ con không để ý đâu. Khóc. Lúc đó kiểu nhõng nhẽo. Kiểu như muốn cho ta biết là mình đang ghen nhưng mà mình không có muốn nói lớn hoặc là nói thẳng ra luôn. Mà không biết vợ có để ý không. Có thấy nó khóc không? Dạ có biết.
Thì sau khi mà tỉnh dậy mới nói là ghen thì mới biết. Từ đó là con có dọn qua ở chung luôn với dạ có. Thì dạ có. Dọn qua ở chung là lần đó là sau đó là công khai luôn cho dạ, mọi đúng người rồi. Biết là hai đứa yêu nhau. Dạ đúng rồi. Công rồi ba mẹ con chấp nhận bạn này liền không? Dạ có, tại lúc đó bạn rất là dễ thương. Dễ qua nhà sao? Con quét nhà, dọn nhà rồi hả, làm này làm kia rồi rồi trước khi đi rồi rất là dễ thương, xin phép lễ phép rồi hả. Lỡ quên chào cái mà mang giày rồi cái lết vô chào một cái mới đi. Tức là ở nhà con rất là quý. Biết lấy lòng mẹ đúng không? Giống như là một chàng tắm gì đó ha. Từ đó là về là ở chung luôn. Ở chung luôn. Ở chung luôn. Rồi trước khi cưới rồi có một cái sự cố gì nó xảy ra không? Tụi con là định sanh xong mới cưới. Cho con của con đi đám cưới luôn, mai mốt nó khỏi hỏi sao đám cưới không. Với lại đó. Lúc đó là hai vợ chồng con là đang dính trong 5 tuổi nữa. Là nói chung là cái câu chuyện mà hai đứa con đến với nhau á là tụi con đã nghiêm túc từ đầu rồi. Là khi con gặp vợ con và vợ con gặp con là kiểu như hồi đó giờ chưa bao giờ gặp những đối tượng nào như vậy. Vậy vì con với vợ con cũng giống nhau nhiều thứ lắm, giống như kiểu như không bao giờ công khai người ta lên mạng xã hội. Và không cho đụng vô điện thoại hay là bất cứ quyền riêng tư của mình. Mọi thứ luôn luôn, cả tiền bạc này nọ nữa. Tự nhiên khi con gặp vợ con, lần đầu tiên mà con nhận ra được một cảm giác là con ngủ rất là ngon luôn. Là con tới tới nhà vợ con là con chỉ quăng điện thoại con nằm con ngủ thôi. Là con yên tâm đó, đúng dạ. không? Cảm giác là vợ tâm. Con biết mật khẩu điện thoại, mật khẩu Facebook là nó tất cả mình nền tảng xã hội riêng tư của con là vợ con đều biết hết. Và vợ như bao nhiêu làm việc gì, tiền bạc gì là coi như là dạ, đưa cho con vợ. Là con chuyển vô tài khoản vợ ngay từ đầu. Là cái nhu cầu là đều muốn công khai với cả thế giới dạ, biết là đây là vợ tôi, con cũng vậy, đây là chồng dạ, tôi đúng dạ. không? Bởi vì các bạn đã gặp nhau rồi, đồng nghiệp rồi, đồng ý nữa. Không phải, ý là cái duyên cái số nó vồ lấy nhau đó em ơi. Không thể nào mà né được, như là đúng người đó con. Dạ đúng rồi, gặp đúng người tự nhiên cái mình cảm giác thoải mái, mặc dù mới quen nhau đó nhưng mà là không có cái gì mà gọi là rào cản hay chướng ngại làm cho mình cảm giác là đúng mình rồi. Sợ hãi người ta thấy tin nhắn hay là đọc được điện thoại của mình. Rồi coi như là về ở chung với nhau rồi bao lâu thì cưới? Dạ đầu năm tụi con quen, cuối năm tụi con cưới. Đó. Dạ ban đầu cũng định cưới sớm nhưng mà tại chưa đúng ngày để cưới. Nhưng mà tụi con vẫn thả luôn, là tụi con luôn sẵn sàng trong cái chuyện này. Sẵn sàng. Là tới hôm mà vợ con phát hiện, tại vì vợ con cũng hay chậm về tới ngày dâu rụng. Đó thì cứ y và tụi con hay lúc đó là cứ hôm nào không đi quay là tụi con sẽ đi đánh cầu lông. Vợ con lúc đó đang mang thai bé tới tháng thứ 3 luôn mà không mà biết. Con cứ đánh cầu là vợ con đi bắt con đi lụm. Đánh xong mắt con đi lượm, con đâu biết tại vì con không có bị nghén trong suốt quá trình thai, con không có bị nghén tới lúc đẻ luôn. Sao? Rồi xong sao mà biết? Xong rồi nói chung là đi quay cái gặp mấy cô chú lớn, người ta nhìn hay lắm, người ta nói là hả, con đang có em bé đúng không? Cái con nói dạ không, hai đứa đi quay rồi quen nhau rồi ăn có nó mập ra thôi chứ không bị còn mập. Còn gọi đi. Là bụng mỡ nữa. Khi mấy cô nói là con chừng có em bé là con đi khám. Phải mấy người nói con mới tin, tại đi quay mấy người nói con mới tin, do con thấy con không có triệu chứng gì hết, con đâu có biết đâu, thấy không người ta ói rồi ta nghén này nọ mới biết. Mà con không có tin, xong cái nhiều người nói quá cái con kêu chồng con chở đi vô mua que. Cái mua que ăn thử thì con thấy là hai vạch rồi. Đó, con vẫn chưa có tin luôn. Con nói đi mua thêm que nữa về mai thử tiếp đi. Khi con biết là có em bé như vậy thì lúc đó tâm trạng sao? Con cũng lúc đó cũng định chưa có nói cho gia đình biết đâu, định là thôi bí mật đi. Mà cũng không cho ai biết hết, mình cứ bí mật đi, xong tới lúc mình đẻ ra người ta bất ngờ. Cái ai dè đi qua nhà dì con, cái nhà dì con cũng đoán thấy cũng biết rồi đó. Cái mấy con mới nói ra là thôi con định đẻ xong rồi mới cưới luôn cưới. Cho con đi đám cưới. Cái mấy dì mới nói chứ thôi mày đám cưới luôn đi chứ mốt đẻ xong rồi dáng nó xấu nó mập rồi không có thời gian đâu mà làm đám cưới. Cái mấy dì mới nói thôi để tao đi coi ngày cho rồi hả tổ chức rồi cái gì đi coi ngày cái cuối tháng 12, giữa tháng 12 là tụi con cưới luôn. Cuối năm cưới luôn. Dạ. Bây giờ vô vụ kia đi. Vô đi. Bây giờ cái mới cưới đâu được năm rưỡi nè. Dạ. Lúc về đó rồi bắt đầu á những tật xấu bắt đầu mới xuất hiện đúng không? Thì cái tật nào của chồng con là con cảm thấy khó chịu nhất? Thì cái lúc mà tụi con cưới xong mà lúc đó cũng có bầu rồi thì lúc đó vẫn còn quan tâm, vẫn lo lắng. Nhưng mà tới lúc mà bắt đầu đẻ con rồi á thì tại vì chồng con sẽ đi làm một mình, không còn đi con đi quay nữa thì chồng con sẽ một mình thì nó sẽ lo về kinh tế mọi thứ. Cho nên là không có còn nhiều thời gian để phụ với con, lo cho gia đình đồ nhiều. Nhưng mà mình tâm lý mình phải hiểu là mình đã không đi làm được thì chồng mình đi làm, thì về nhiều khi mệt mỏi hay gì đó thì có thể là quăng đồ ra đó rồi giày vớ gì đó. Hồi lúc đầu còn tự mà. Giặt vớ, cái sàn là tới con giặt luôn hết rồi. Bừa bộn đúng không? Y nè, rồi bắt đầu bừa bộn rồi đó. Dạ. Rồi sao gì nữa? Thì ngủ ngáy thì con quen rồi nên không sao. Thôi, ngáy đó là bệnh lý. Dạ, rồi. Giờ nè, rồi. Ông này thấy cái hàm râu rất là chuẩn chỉnh nha, rất dạ, là đều rồi. Nha. Tháng đi 4-5 lần chứ mấy đâu. Tháng sao đi sao? Tiệm tóc chỉnh lại 4-5 lần chứ mấy. Là có điệu đúng không? Có điệu, có chỉnh chu quá luôn á. Hở ra cái là đi cắt tóc. Chuẩn bị có dịp gì đó cái là
vợ vợ cho chồng tiền đi cắt tóc, cứ xin tiền con đi cắt tóc mà con nói ủa mới cắt có mấy ngày nay mà cứ đòi đi cắt hoài à, một lần đi cắt là 4-5 tiếng người ta chỉnh chu cho ổng dữ lắm, cho nên là con cứ nói là thời gian nghỉ một phát là bắt đầu kiếm việc này việc kia để đi, đi không làm này thì đi gặp bạn công việc với bạn bè hay là xây dựng mối quan hệ gì tùm lum lá trơn á, rồi hớt tóc rồi đủ thứ hết trơn. Thôi nó hớt tóc thì cứ cho nó hớt đi. Dạ. Khi chúng ta còn tóc thì phải tranh thủ hớt đi. Mấy em phải là dân tộc Kinh không hay là? Dạ con là người miền Tây. Người miền Tây. Quê con ở Sóc Trăng. Thấy chưa? Nhưng mà con về dưới thì những người ở cùng quê con họ tưởng con người nước ngoài. Thì đó. Thấy chưa? Lại nãy chú Thuận còn nói can you speak English mà. Rồi. Con mong chồng con thay đổi điều gì nhất? Con mong chồng con là đi làm về dành thời gian cho vợ con nhiều hơn. Đó. Ít bấm điện thoại lại. Có thể là bấm điện thoại vì công việc hay là gì đó thì con không biết, nhưng mà nhiều khi mà hay bấm cái con nói cái nói chồng đang làm công việc thì mình đâu có biết đâu, nhưng mà mình cứ thích thì mình nói vậy thôi. Xong rồi cứ chọc cho con khóc, xong rồi dỗ con. Thêm một tật xấu nữa là hay làm vợ khóc. Thú vui gì mà kỳ cục. Kỳ cục. Khóc rồi xin lỗi. Dạ đúng rồi đó. Thôi dù sao nó có xin lỗi được rồi. Rồi bây giờ tới con đó. Hai vợ chồng con là kiểu như có cái nết kỳ lắm, kiểu như con giỡn xong một hồi cái quạo. Cái vợ con giận, cái con thấy vui à, xong xe qua dỗ. Ví dụ như ghen nè, càm ràm nè, bừa bộn nè, ăn hiếp chồng nè, đó. Vậy cho con xin phép lạc đề tí xíu nữa. Sao? Dạ không có. Là từ khi con gặp vợ con là con đi ra ngoài là con không còn cảm thấy say nắng hay là thích thú một ai nữa. Là tại vì đây là một người phụ nữ đầu tiên mà con gặp. Và con đã cảm thấy an toàn mọi thứ rồi. Con có thể ngủ rất là ngon luôn. Rồi ban đêm này nọ khi quên sạc pin vợ con cắm sạc con cũng không sợ gì nữa. Con không sợ kiểm tra điện thoại luôn. Dạ không sợ gì hết. Rồi mình dành thật đâu sợ lửa. Dạ. Dạ đúng rồi. Vậy giờ con có mong muốn vợ con thay đổi điều gì không? Đó. Dạ có. Đó nói điều đi. Vụ gì nè? Thay đổi ngoại hình vô nhiều hơn. À. Tại vì vợ con là hay tiết kiệm. Còn tính con là con muốn đi làm mọi thứ để con lo cho vợ con có con đầy đủ là con vui rồi. Hai đứa này á là nó làm nó đều nghĩ cho nhau á. Đúng rồi. Đó mà vợ chồng mà cùng làm diễn viên mà có được cái đó là cô thấy cũng rất là hay luôn á. Nhưng mà may mắn trong cuộc đời con đó là con xin cảm ơn tất cả mọi người đã trước giờ đã từng làm việc chung con về lĩnh vực phim ảnh. Thì con may mắn là con không có cần làm thêm công việc phụ, mà may mắn là công việc này có thể lo cho gia đình của con và con làm trụ cột chính gia đình. Và cũng mong là các anh chị, các đạo diễn, các nhà sản xuất hãy tạo điều kiện và trân trọng những tài năng giống như bạn trẻ này để có được thật nhiều vai diễn hay như bạn mong muốn, để chi, để có phát triển sự nghiệp và bên cạnh đó nữa là lo cho một gia đình quá tuyệt vời như thế này. Xin cảm ơn hai vợ chồng. Dạ. Và chúc cho hai con sẽ công việc sẽ phát triển hơn và con mau sớm quay trở lại với công việc của con ha. Và mong rằng chúng ta sẽ đồng hành với nhau trong một dự án gần nhất nha. Dạ. Bữa nay là gặp được thêm ông đạo diễn nữa rồi đó. Xin chào. Xin mời hai bạn. Chà. Em tên là Đinh Đức Hiếu, năm nay 26 tuổi, hiện tại đang là công nhân viên. Hiếu, 26 tuổi. Hiếu, gặp bạn áo xanh này tên gì? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Xuân Sang, năm nay em 26 tuổi, em đang là công nhân viên văn phòng. À, một người là nhân viên, một người nhân viên văn phòng. À. Thế thì hai bạn chắc có lẽ là quen nhau từ cái thời mà đi học hay là đi làm chung với nhau rồi mới gặp nhau? Dạ, bọn em là quen nhau từ thời đi học. Bọn em học chung trường năm lớp 9. Hồi đó thì bọn em chưa thích nhau đâu. Dạ. Đến lúc mà năm lớp 11 á, em bắt đầu thích vợ em. Lúc đó là mới có là thích nhau chứ là chưa có yêu nhau gì đúng không? Dạ, lúc đó em chưa có thích bạn này. Chưa thích? Dạ. Chưa thích nhưng mà có ghét không? Dạ cũng ghét nhưng mà cũng không ghét lắm. Rồi đến khi nào thì bên nào mới chính thức là tỏ tình với bên kia? Dạ đến năm nhất đại học em mới bắt đầu tỏ tình với vợ em. Thì dạ. Trong lúc quen nhau thì có chuyện gì vui không? Chẳng hạn như là bạn này ghen bạn kia ghen bạn nọ. Cũng có. Em thì trước giờ rất là tin tưởng bạn này, tại vì nghĩ là bạn này chắc là rất là chung thủy với mình. Không ngờ là vô tình một lần là em lên Yahoo chat thì em biết cái bát của bạn này. Thì em vô thì em mới thấy là bạn này đang nói chuyện với một chị, nhưng mà không gọi là xưng chị em mà là xưng tên thôi. Thì nói chuyện như kiểu là đá qua đá lại. Thì em tức quá, em gọi điện nói là bây giờ tới đây nói cho ra lẽ xem thử thế nào. Rồi cuối cùng cái lẽ đó làm sao? Dạ, sau hồi nói chuyện với nhau thôi, vợ em cũng có những cái lời khó nghe. Thì khó nghe là sao? Anh không hiểu tới, không tốt, nói chung là đểu gì đó. Em thì em không có gì hết, em chỉ là nói chuyện vui thôi. Thì em mới bực quá, em mới mắng lại. Lúc đó là vợ em mới kêu bảo nếu mà như vậy thì thôi chia tay. Dạ. Mắng sao? Chuyện đó là chuyện bình thường, có gì đâu mà làm ầm lên như vậy. Em tức quá lắm, vậy thôi chia tay đi. Xong rồi em đi bỏ đi, em đi lòng vòng trong công viên. Rồi chắc chắn là chia tay rồi, hai bạn không thể nào mà xa được. Và thế là gặp nhau, đúng chưa? Dạ. Gặp nhau, hàn gắn lại với nhau.
đúng không? À, nếu mà tôi đoán sai thì chắc chắn hai bạn đâu có nhẹ. Lúc đó thì em ngồi mình, thế là em nghĩ bảo nó cái gì mình cũng sai. Em cũng lớn tiếng với bạn gái em, thế là em mới đi kiếm lại, kiếm bạn gái em rồi làm lành. Làm lành lại với nhau. Rồi, sau bao lâu thì hai bạn mới cưới nhau? Dạ, sau 6 năm, hơn 6 năm. Là tụi em là ở với nhau là bao lâu rồi? 10 tháng ạ. 10 tháng, quá son rỗi luôn á. Dạ. Ở trong 10 tháng thì có những cái phát hiện về ông chồng này khiến em vỡ mộng. Mặc dù là đã chuẩn bị tinh thần rất nhiều, em không nghĩ là vỡ mộng nhiều vậy. Nhiều lắm hả? Bạn này thì khi mà đã nóng lên rồi rất là cục tính, nói chuyện mà không có sợ vợ tổn thương cái gì á. Rồi đến lúc mà tức quá không làm gì được thì coi như là đập đồ. Chồng tức quá thì đập đồ, em tức quá em làm cái gì? Em ném gối. Ném gối. Có lần nào mà to tiếng mà xích tan vỡ không? Dạ cũng có. Chứ mà ai? Ai? Dạ bạn này. Đợt đó thì cũng từ cái chuyện mà không được hòa hợp, bọn em cũng khó chịu trong người sẵn rồi. Thế là bữa đó gây ra cãi nhau, vợ em mới cầm cái gối á, xé mặt em. Cái kính của em nó mới cứa một đường vô cái mặt em á. Thế là em mới tức quá, em mới đè vợ em ra đánh vô mông hai cái. Mà đánh đầu. Nhưng mà đánh vào mông á là có suy nghĩ rồi đó, chứ còn không suy nghĩ là đánh những chỗ khác. Đánh chỗ khác ghê nguy hiểm lắm không? Rồi sao? Thế là vợ em mới tức quá, kêu em là Vũ Phu, đòi chia tay. Lúc đó em cũng bực, em bảo là vậy thì chia tay luôn. Nhưng mà sau đó thì bọn em ngồi nguôi nguôi hồi, thế là làm lạch. 10 tháng lấy nhau mấy lần đòi ly dị rồi? Dạ 2 lần. Vậy chắc là lần thứ 2 là nó còn nặng hơn nữa đúng không? Dạ lần thứ 2 là bạn này viết đơn đồ bài bản hết rồi. Giờ kêu là mai in ra rồi đưa em ký rồi gửi đi luôn. Rồi có ký không? Bữa đó chồng em đi nhậu về. Bình thường á là cứ hàng tối trước khi đi ngủ hai vợ chồng thường tâm sự nói chuyện với nhau trong một ngày. Nhưng mà bạn này đi nhậu về xong á lăn ra ngủ cũng không hỏi han em như thế nào. Em tức, em nói bạn này thì có men trong người rồi, bạn tức nói á, em quá đáng, về nhậu xỉn cũng không cho ngủ nữa, hành hạ này nọ, không thấy thoải mái, lúc nào cũng phải làm theo ý của em, thấy cuộc sống ngột ngạt quá đi, thôi ly dị đi. Xong rồi tự bật laptop lên, xong soạn ra đơn xin ly dị rồi đó, rồi chia tài sản này kia là đầy đủ hết tất cả các mục. Em á thì không phải hay đi nhậu, vài tháng em mới đi một lần. Bữa đó thì em cũng không phải đi nhậu nữa, em đi đám cưới. Sau đó thì em mệt, thế là em muốn đi ngủ. Mà trước đó thì cũng có mấy vụ rồi, là giống như là vợ em cũng không muốn cho em đi. Em có cảm thấy là giống như là mình bị quản lý, kể về giờ giấc thời gian với các loại. Thì em mới bắt đầu cãi nhau với vợ em. Đó em cảm thấy nó ngột ngạt lắm, sống như vậy nó khó chịu. Em cũng muốn là nhớ vậy thôi mình chia tay. Em mới ra viết đơn để cho vợ em ký. Nhưng mà lúc đó là em muốn thật không? Dạ, muốn thật không? Nếu vợ em ký bữa đó là không chừng ly dị rồi hả? Chắc vậy chị, tại vì thấy là nhìn em với cái mắt thấy giống như ghét bỏ em rồi đó. Tự nhiên lúc đó em cảm giác sợ. Chuyện thì không có gì, chồng mình đang yêu thương mình tự nhiên viết đơn ly dị rồi nhìn mình với ánh mắt như vậy. Em rất là lo sợ. Rồi. Xong rồi em xuống nước, sau đó thì hôm sau chồng em cũng nguôi giận. Nhưng mà 6 tuổi rồi mà cứ như con nít vậy. Cứ giận ghê lắm nghe. Cứ giận cái đòi ly dị giống như giận cái nghỉ chơi vậy. Bây giờ hai em còn chưa có em bé. Nhiều khi á mình tức lên vậy, ví dụ mai mốt có em bé rồi sao? Ly dị rồi tội nghiệp nó không? Dạ không, em nói với vợ em là cái em bé rồi là có muốn ly dị không, em không cho ly dị. Khôn ghê. Vậy giờ còn em phát hiện và vỡ mộng ở cái cô này là nhiều điều không? Dạ nhiều quá anh. Mỗi lần mà em tới chơi á là nấu ăn cho em từ A đến Z hết đó, không có bể em làm gì đó. Nhưng mà đến lúc cưới về rồi á, cái gì mà vợ em không thích làm là đưa cho chồng làm, còn cái gì mà thích làm thì mới làm. Còn thích đi chơi lắm anh, em vui, lúc nào cũng muốn đi chỗ này chỗ kia, nhiều khi bỏ chồng nhà luôn. Vậy á? Dạ. Ủa rồi lúc mà yêu nhau tới 10 năm mà không hiểu về nhau nhiều hả? Dạ cũng hiểu nhiều nhưng mà chắc là do chưa chấp nhận được nhau. Bây giờ thì như thế nào? Dạ bây giờ thì cũng đỡ hơn nhiều so với hồi mới cưới là cứ chắc phải một tuần hai tuần là cãi nhau một lần. Thế thì bây giờ em muốn ở cô vợ của em là thay đổi điều gì? Bớt ham vui đi, quan tâm đến gia đình hơn. Vả lại cái gì giận thì cứ nói, cứ mỗi lần mà vợ em giận lên hay im không có nói, hỏi không trả lời. Mà đến khi hai đứa cãi nhau rồi mới chịu nói ra, lúc đó thì cũng muộn rồi. Thì bây giờ em nói thẳng với bà đi. Em có nói rồi. Vậy nó thẳng quay lại nói cái nữa đi. Đó, mỗi lần mà em có giận gì anh á thì em nói cho anh biết, chứ đừng có im suốt ngày cứ vậy. Thì đến khi hai đứa cãi nhau rồi á, nó lớn chuyện ra thì lúc đó khó giải quyết. Nếu mà đồng ý thì bắt tay cái đi. Rồi bây giờ em có điều kiện lại gì với ông chồng em nữa không? Bớt nóng tính lại và biết kiềm chế từ lời nói tới hành động của mình. Em rất là sợ những lúc mà chồng em bực vậy hả?
Em là lúc mà chồng em bực là chồng em đập đồ. Đầu tiên là nói, nói chung nói khó nghe không? Dạ nói cũng khó nghe chứ. Ví dụ cô với tôi hay là tao với mày? Dạ cô với tôi là thường xuyên luôn. Anh cứ cô với tôi là nghe em nghe là em là thấy nóng rồi thì làm sao mà kiềm chế được. Rồi cũng tức quá thì cũng nói bậy. Chửi bậy hả? Dạ. Thì giờ chị chỉ em cái chiêu nè. Lúc này em bực quá đi, em nói nặng, em nói cái giọng Phú Yên á, đúng giọng quê em á, em nói nhanh một chút để cho nó xả cho em thôi, còn vợ em không nghe được gì hết. Nghe đi. Cho nó khỏe, hiểu không? Với lại cái nữa, cái vợ của em á, hai người là bằng tuổi đúng không? Dạ bằng tuổi. Là đờn ông mà. Khi mà em cứ mở lời em nói chuyện ly dị là em bị yếu cơ rồi đó. Phụ nữ khi người ta bị dồn quá đó, ta không còn chuyện gì, ta không còn sức đề kháng nữa. Ta nói vậy thôi được, được tôi anh ly dị đi. Đó là ở cửa miệng của phụ nữ. Còn nếu mà đàn ông mà em cứ nói đi nói lại cái từ ly dị á là em bị yếu cơ đó. Cho nên rằng trong đầu em đã không có ý định ly dị thì đừng bao giờ nói ra điều đó nữa. Hứa vợ đi. Dạ thì anh cũng hứa với em á là có chuyện gì á thì hai đứa sẽ cố gắng giải quyết chứ không có quá nóng giận để mà nói ra những cái câu như là ly dị hoặc là những lời khó nghe nữa. Dễ thương ghê không? Dễ thương gì đâu á, thiệt đó. Hai lần hứa rồi đó nghe. Hôm nay mọi người làm chứng hết trơn rồi đó, hứa là phải làm đó nha. Quân tử nhất ngôn đó nghe. Nhớ chưa? Về vui vẻ với nhau còn có con nữa chứ nha. Rồi, xin cảm ơn em. Dạ, cảm ơn anh chị. Lời đầu tiên cho Phúc xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân với lại anh Quốc Thận cũng như là tất cả quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Mình tên là thôi nói tên ca sĩ đi ha, chắc thường nữa thì tại bây giờ ra hay gặp mọi người ngoài thì hay giới thiệu tên thật, nhưng mà thôi bây giờ sẵn đây thì cũng cho mọi người biết luôn là Ưng Hoàng Phúc là nghệ danh, và tên thật của Phúc thì có một cái tên rất là dễ thương, đó là tên Thanh. Thanh à, Thanh hả? Dạ. Cái gì Thanh? Nguyễn Quốc Thanh. Nguyễn Quốc Thanh. Dạ. Đó, Quốc Thanh với Quốc Thuận cũng ngang nhau đó. Đó, lạ, mà hai người bạn đó. Đó. Quốc Thanh, Quốc Thuận. Đó, đồng sao hướng, Quốc đồng Thanh hướng. Nó khác mà Quốc Thuận nó khác. Nó ngoài vậy? Thiệt, chị thấy khác thiệt. Nhưng mà tên thật của em là Tô Hòa Thuận. Đó. À, anh họ Tô hả? À. Vâng, và Phúc thì năm nay được 39 tuổi. Chắc Phúc đang làm ca sĩ đó. Ca sĩ. Ông Phúc ơi, thật ra là Thuận rất muốn biết là ngoài ca sĩ ra thì Phúc có làm thêm cái gì nữa không? Nghề tay trái của Phúc á. Thì bình thường thế thì Phúc trên sân khấu là ca sĩ. Nhưng mà còn một cái công việc rất là đặc biệt nữa là giúp những người bệnh thoát vị đĩa đệm và thoái hóa cột sống. Chút nữa mình sẽ nói về cái vấn đề này nha. Rồi mời em. Dạ lần đầu tiên em xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Xin gửi lời chào đến tất cả những khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên thật là Võ Thị Kim Cương. Võ Thị Ngọc Soàn đó. Võ Thị Ruby. Dạ em năm nay 35 tuổi. Dạ nghề nghiệp chính thì bây giờ làm quản lý công ty của Ưng Hoàng Phúc và quản lý anh Ưng Hoàng Phúc luôn. quản lý từ cuộc sống đến sự nghiệp đó. Dạ, có nghĩa là gọi kiểu dân gian là sếp của anh Phúc á. Bây giờ hôm nay mới có dịp để mà hỏi về cái chuyện tình của hai bạn. Câu này chắc chị phải hỏi á, em hỏi là bị sáo rỗng á, tại sao vì vậy? Hai đứa là bạn nhau á. Không phải biết nhau thôi biết. Chứ bên ngoài không có bạn. Em không có biết cơ duyên mà hai bạn này gặp nhau luôn. Không biết luôn á. Không biết, chị cũng chưa biết. Rồi vậy giờ nói luôn đúng không? Nói bây giờ nói luôn đi. Lần đầu tiên là Phúc gặp Kim Cương là ở đâu nè? Rồi có ấn tượng lý gì do về cô mà gái hai đứa nè? Gặp nhau. Lý do gì vậy? Nếu mà nói lần đầu tiên thì chắc là em là người ấn tượng nhất. Là bởi vì lần đầu biết đến Kim Cương á, là cô ấy đi ở ngoài đường và bước vào một cái quán. Thì lúc đó Kim Cương mặc một cái áo thun màu trắng và một cái quần sọt ngắn ngắn màu xanh. Và cái chân dài sọc xuống như nè, thì lúc đó là siêu mẫu. Nên là khi bước vào một cái quán ăn mà lúc đó là em ngồi đó trước, thì cái mình quay ra mình nhìn nguyên một cái nhóm bạn rất là đông, có rất là đông. Nhưng mà tự nhiên sau cái mình lại để ý nhìn cái cô này, thấy cổ ngâm ngâm mà tướng cao mà mặc cái quần sọt ngắn nè, tại vì lúc đó mình không có để ý lắm. Thì cái mình quay qua mình mới hỏi bạn người đó là ai, thì bạn mới nói là siêu mẫu Kim Cương. Lúc đó cũng chưa biết luôn, chưa biết Kim Cương là ai luôn, chỉ để ý thôi, chưa biết Kim Cương là ai. Thì sau cái hôm đó để ý rồi thì về mới gọi là search ở trên mạng lại để xem, thì mới thấy
siêu mẫu Kim Cương là cô này đó hả, thì mới lúc đó mới tìm hiểu mới biết. Đó là đó ấn tượng của Phúc về Kim Cương. Thế còn Kim Cương thì sao? Nó chưa học Soàn dễ thương hơn á. Soàn em sao Soàn? Dạ. Gió thì học Soàn á. Thì lần đầu tiên thì em gặp anh Phúc ngoài đời á là tại cái quán mà anh Phúc vừa kể á. Thì lúc đó em thấy anh Phúc đi chung với lại rất là nhiều, khoảng 2-3 cô gái cũng chân dài luôn. Đi chung với anh em cũng ấn tượng rồi, hai bên cũng hai cặp hai bên luôn á. Bóng hồng, có hai bóng hồng kế bên. Ảnh là một trò một ngôi sao superstar rồi. Thì em cái phản ứng đầu tiên mà em thấy mà đàn ông mà ngồi nhiều với mấy cô gái đẹp quá thì em cũng không quan tâm tới đâu, tại mình cũng lịch sự, nếu mà mình để ý thì sợ bạn đối diện của ảnh hay là ngồi kế ảnh không có vui á. Cho nên là cũng làm lơ thôi, nhưng mà lâu lâu liếc liếc xíu thì có. Nhưng mà thực sự là hồi từ lúc nhỏ là em có thần tượng Ưng Hoàng Phúc không? Dạ có. Lúc còn ở Cần Thơ thì em nhà có quán cà phê á, thì hay mở đĩa của Phúc. Cứ thà là như thế, thà là như thế đúng không? Thà như thế, rần như thế. Rần rần luôn, như người ta cứ nói đúng không? Đó, rồi sao nè? Rồi khi nào thì hai đứa mới bắt đầu là nói chuyện với nhau? Cơ hội làm việc chung với nhau. Thì làm việc chung là trong cái bữa tiệc hôm đó là anh Phúc thì chơi rất thân với chị Bế Vân. Chị Quế Vân. Dạ, Quế Vân thì nói là ê cu ơi, sắp tới tao làm cái MV này, mày giúp tao mày làm mẫu trong MV được không? Đó, xong cái đấy cái anh Phúc mới nói là mày kêu tao quay với ai? Anh Phúc mới nói chị Quế Vân mới nói là để tao mời Kim Cương quay với mày được không? Phải đúng không? Lúc đó Phúc sao? Không, lúc đó thì mới hỏi Kim Cương là ai? Kim Cương là ai? Trời, Kim Cương là siêu mẫu đó mày. Rồi tại vì lúc đó mình cũng bên ca sĩ, mình cũng chưa có quen trong cái giới người mẫu nhiều nên là cũng không có rành. Thì sau đó mới về mới search lên trên mạng, cái mới thấy Kim Cương, mới nói thôi cũng được. Nhỏ này là quay với tao được nha mày. Cũng okay. Được nghe không? Cái từ cũng được nghe. Được đúng không? Thì đó, sau đó thì đầu tiến tới là cái công việc và cái buổi mà đầu tiên mà hai đứa gặp nhau nói chuyện nhiều nhất chắc có lẽ là cái buổi mà làm việc chung đó, cái buổi mà quay hình, quay phim. Rồi lúc đó là cái lần đó là Phúc tấn công Hột Xoàn hay là Hột Xoàn tấn công Phúc? Dạ lúc đó thì tụi em cũng chưa có tấn công đâu. Chỉ mới để ý thôi. Để ý nhưng mà thực sự là để ý thường nó có cái kèo ngộ lắm, như là cái nhiều hơn ít hơn á. Rồi cái nào là cái mà gọi là mở lời trước thì là thường là ai? Tại vì nếu như là bạn mà là idol của bạn này rồi thì thường sẽ là bạn này trước đó. Nhưng mà trường hợp của Phúc là có giống vậy không hay là ngược lại? Trường hợp của em là em trước. Em nói chuyện trước. Bởi vì chị hỏi em là vậy đó. Nghĩa là nó có nghĩa là trò chuyện nhiều hơn á. Là trò chuyện nhiều hơn, chủ động đó, chủ động nhiều hơn, đúng rồi. Đó là trong cái lúc làm việc cái MV đó đúng không? Mình cũng có cảm tình, mình cũng có thích nên là đúng mình rồi. Cũng gọi là muốn nói chuyện nhiều hơn. Không có cảm tình thì sao về sệt. Đúng không? Dạ. Rồi bây giờ sao cái lần mà quay MV hợp tác với nhau, chắc có lẽ là Phúc sẽ chủ động gặp Kim Cương nhiều hơn để mà tỏ tình đúng không? Sau đó về thì chắc cả tuần á. Lại cái tuần á thì mới bắt đầu nói chuyện lại. Mới nói chuyện lại với nhau nhiều hơn, rồi có những buổi bắt đầu mới hẹn hò mời đi ăn. Nhưng mà hôm đó là sau khi quay xong là trong lòng em sao Kim Cương? Em có thổn thức, em có nhớ nhung, em có... Tại vì thực sự á, khi mà mình đã thần tượng một người nào rồi á, mà mình có cơ hội mình tiếp cận, mình làm việc chung là trời ơi mình phải nói là đã lắm, sự á, đã lắm. Mình chịu không nổi đâu, mình thổn thức mà mình lạ lùng sủng lắm. Dạ đúng rồi, trong MV thì em cũng đóng vai là người yêu của anh Phúc. Cho nên là có những cái cử chỉ thân rất là thân mật trong MV nè. Nắm tay nhau hay ôm nhau thì kia, thật sự thì em nói thật nha, thì thật sự em cũng thích. Thì sao Phúc biết không? Phúc biết không? Vậy nè, thường á diễn á, giống như chị Hồng Vân đi diễn thì biết rồi, thí dụ như chị diễn với một người mà đàn ông mà đẹp trai nọ thì giống như là chị phải tạo cái feeling để cho chị diễn đúng không? Để chị có cái gọi là cái cảm xúc đó. Cảm xúc. Thì Kim Cương á thì rất là ngộ là diễn với người mình thích thì lại mắc cỡ. Có một cái gì đó giống như là mình cảm nhận được là cô này có hơi ngại, chắc cô có thích mình hay sao mới ngại thường. Đúng không? Nếu mà bình thường là mình phải thoải mái mình ra, mình thoát mình ra, mình diễn thôi. Mình tạo một cái tâm lý cảm xúc thoải mái mình diễn thì mình rất là tự nhiên. Nhưng mà khi có cảm tình thiệt á thì lại rất là ngại, e dè. Phúc nhận ra không? Phúc nhận ra đúng không? Cũng có thể. Ở đây Phúc là thần tượng của biết bao nhiêu cô gái rồi. Cho nên cái việc mà cái cô Kim Cương này mà đóng với mình rồi, chắc chắn là Phúc phải tự tin là cô này phải thích mình rồi. Dạ. Đúng không? Nhưng mà Cương trong lúc quay phim á, Cương có thổ lộ cho Phúc biết rằng là đừng anh có là thần tượng Cương của tôi. Kim Cương hoặc là Xoàn. Kim Cương chứ đừng có Cương không. Đó, thôi, Kim Cương hoặc là Kim cũng được. Kim, Kim Cương hoặc là Xoàn, bé Xoàn. Tự nhiên kêu Cương nghe kỳ. Dạ thì lúc đó em cũng thích
nhưng mà cũng cũng muốn quay cho xong công việc. Rồi sau đó hẹn hò. Mình là đàn ông mà mình cũng ca sĩ, mình đâu phải nào vồ vập mà hồ hởi ngày đầu tiên được anh Thuận. Phải giữ giá chứ. Dạ, em cũng phải lịch sự. Xin số, lấy số điện thoại, giữ contact, rồi từ từ mình nói chuyện sau. Đúng không? Mình vồ vập ngay đến ngày đầu tiên quá thì nó cũng kỳ. Người ta đánh giá mình chết. Rồi. Thật sự nào hôm đó em về em ngủ được không? Sau khi quay cái buổi hôm đó em về em ngủ được không? Em về thì em cũng nhớ, nhưng mà em cũng mình cũng là người mẫu mà, cho nên là mình cũng không thể nào mà mình vồ vập được. Cũng phải có giá là của mình chứ. Mình cũng có cái giá của mình. Đúng cho rồi. Nên là em cũng rất là bình tĩnh và không bao giờ em nhắn tin cho Phúc. Nhưng mà em thấy lâu lâu sao em thấy Phúc đang làm gì đó người yêu. Qua đây gặp nhau chút xíu cho đỡ nhớ, coi anh hay chọc em vậy đó. Trong clip là làm người yêu, là đóng vai người yêu thì xong rồi hết quay rồi, hết clip rồi, nhưng mà mình vẫn nhắn tin là nó lấy cái cớ là người yêu luôn. Giống như mình bị lậm vào nhân vật vậy đó. Đó, đúng không? Nghĩa là bên này. Cái cảm giác này chị biết. Tại vì em biết không, ngày lúc mà chị với anh Tuấn Anh á là dạ. quay trong cái Thiên Thai của chị Thanh Lan đó, dạ. cũng MV ca nhạc đó. Dạ. Thì cũng là một người từ thức, người tiên nữ đó, rồi cũng quay kiểu yêu đương nhau đồ đó. Tối về chị? Rồi cũng đâu có ngủ được. Cũng đâu có ngủ vậy đúng không? Chị cũng giữ giá đúng không? Thì bởi vậy giữ giá chứ. Rồi anh ấy giá. Sao? Anh ấy sao? Dạ, giữ giá được có ngày một à. Rồi xả giá luôn. Xả giá luôn được hả? Đúng một ngày một. Ừ. Nhưng mà chị là đó là đâu có nhắn tin rồi đúng không? Hồi xưa là có Phân Linh có mà. Và cuối cùng là ai nhắn ra? Trời ơi, cả hai đứa đều nhắn đó. Nhắn tới tấp rồi. Tại vì cái đó phải qua tới mấy ngày lận. Đó, cái Tuấn với Vân riết cái đó. Rồi, vậy đó, cho nên cái cảm giác nó lạ lùng lắm. Từ Vân Tuấn bây giờ qua Phúc với Kim Cương. Đó, thì đến khi nào thì em mới bỏ giá? Giá cũng khoảng tuần sau đó. Thì đó thì cùng cỡ tụi tôi. Sao rồi đó. Cùng cỡ tụi tôi. Tại vì tôi quay cái đó 3 ngày thì có ngày thứ 4 tụi tôi bỏ giá thì là bên đây cũng hơn được tuần ngày rồi. Hơn được ngày 2 ngày thôi chứ. Rồi bỏ giá rồi. Lần đầu tiên hai người hẹn hò là như thế nào? Đó. Hẹn hò thì lúc đầu thì đi ăn bình thường thôi. Đi ăn rồi đi về. Tôi mắc cỡ đừng kể. À kể tới cái đoạn đó mắc cỡ mà. Thôi vậy Kim Cương kể đi. Trời ơi em mắc cỡ nè. Trời hai chồng mắc cỡ rồi, giờ cuối cùng sao đây, ai kể? Đó. Có gì đâu. Nói chuyện mình với nhau về những cái gì? Đó. Yeah. Đây là cơ hội để các bạn nhắc lại cái kỷ niệm lần đầu tiên mà cả hai người hẹn hò. Với sao tự nhiên mình kể cho con mình nghe thì không được. Dạ. Nhưng mà mình kể ở đây cái con mình nó sau này nó sẽ coi lại xong nó trời cha mẹ nó đẹp quá, giống như là hoàng tử công chúa vậy đó. Không có chương trình nào mà nó thật sự là nó dễ dàng như bây giờ đâu. Bữa cái có cái số đặc biệt á là bố mẹ chị lên đây nè. Dạ. Em biết không, bố mẹ chị mà ông bà năm nay là 80 mấy rồi. Kêu ông bà ngồi đó, chị đâu hỏi, Thuận hỏi không? Ông bà kể lại chuyện yêu đương của ông bà ngày xưa rồi muốn chết luôn á. Có bao giờ bố mẹ kể chị nghe đâu. Dạ. Đó, kể đi, khui đi. Dạ. Thôi giờ em kể nha. Bỏ giá đi, bỏ giá hết. Tức là đi ăn, mà đi ăn rồi. Xong rồi sau đó về thì ngay cái thời điểm đó là thời điểm mà gần Tết đúng không? Thời điểm mà cận Tết. Em lại phải đi diễn. Em phải đi diễn đi gần một tháng, đi gần tháng. Thì trong cái thời gian lúc đi đó là hai đứa nhắn tin với nhau. Rồi em còn lấy buồn quá không biết làm gì, bắt đầu lấy tuổi của cô này ra, cái tuổi của em, bắt đầu mới coi trên mạng đó, tìm coi tuổi coi như cô này là tuổi gì, rồi mình tuổi gì, có hợp không, có tới nhau được hay không. Thì lúc đó đang đi diễn mình suy nghĩ gì đó, mà trong lòng thì đi được diễn được tuần rồi cũng thấy nhớ bắt đầu nhắn tin thì đó, thì lấy cái câu chuyện người yêu đang làm gì, người yêu tại người yêu mà không đang đóng trong phim là người yêu cái thằng mới bắt đầu thấy trả lời lại bắt đầu tiếp thì nguyên một tháng đó là nhắn tin, và nhắn tin cái lúc nhắn tin đó là đã cũng thổ lộ là thích nhau rồi. Đó thì sau một tháng về là bắt đầu hẹn hò. Sau một tháng về là hẹn hò. Cái phút giây mà gặp lại đó sau một tháng không gặp mà chỉ trời, có nó mãnh liệt chứ, nó rần nó drama lắm đúng không, có nhào tới ôm đi. Nó là không có gì cản lại được hết trơn. Em cũng vậy mà, em nói gì ai sao em mà em với ai yêu thầm Tiếng Nga biết không? Em biết Tiếng Nga mình dạ biết yêu thầm một thời gian rất lâu luôn. Sau này biết Tiếng Nga nó khùng mới hết yêu. Quốc cường Tiếng Nga đó hả? Thôi trời ơi, đừng có nghe lời bả không á, bả thiếu dệt đó nghe. Rồi tới bao lâu thì hai đứa mới chính thức gọi là công khai cái tình cảm?
thì công khai xong là cưới luôn đó, đúng không? Dạ. Hồi đó chị nhớ rồi, dạ, đó chưa là... cưới chị, em cưới 2018 mà. Nhưng mà em kết hôn sau khi là... một năm em yêu nhau. Hai đứa coi như là chính thức là của nhau. Lúc đó chị nhớ là báo lúc mà bắt đầu đăng rần rần lên là Phúc với Kim Cương cái là chị thấy là tụi em xây dựng là gia đình luôn á. Dạ. Nếu mà nói đúng ra là khoảng sau đó 6 năm thì tụi em mới cưới. Tức là tụi em quen nhau là năm giữa năm 2011 và đầu năm 2012. Thì xong rồi khi mà tụi em quen nhau rồi thì tụi em về sống chung với nhau. Rồi tới năm 2016 tụi em mới có đứa con đầu tiên, Quốc Minh. Sau đó 2 năm thì tụi em mới làm đám cưới năm 2018. Đó. Dạ. Ủa nhưng mà là trong cái thời gian mà hai bạn yêu nhau đó thì nó có xảy ra những cái biến cố, những cái trục trặc gì không? Có cái vụ mà Phúc bị bệnh đó, đúng không? Dạ. Đó chị cũng chỉ có theo dõi trên báo thôi, dạ, chứ rồi. Còn mình biết cái ngành của Phúc với lại ngành của chị là có đời nào mà gặp nhau được, đúng không? Dạ. Biến cố thì em nãy em tưởng đâu là anh hỏi là hai đứa có gây gỗ hay là có biến cố gì giữa tình cảm hay không? Cái đó cũng là một đó. Dạ. Cái đó cũng là một trong những cái mà mình muốn hỏi luôn á. Cũng có mà nó ít lắm, nó nhỏ lắm. Nhưng mà cái vấn đề hồi nãy anh Thuận mà mới nhắc á, thì cái đó mới vấn đề lớn. Tức là khi mà tụi em về sống chung với nhau từ năm 2012 thì tụi em tới năm 2015 là trong 3 năm đó thì đột nhiên em bị chấn thương trở lại. Mà lúc đó là em đang thi một cái chương trình truyền hình thực tế và em lọt được vào tới vòng thứ 6 rồi. Và đúng ra là khán giả còn bình chọn cho em để em được vào tiếp nữa. Tức là cái vòng đó là em được vô tiếp đó. Nhưng mà em sau 6 vòng á, tức là thi là từ thứ 2 đến thứ 6 và thứ 7 thi. Thì nguyên một tuần dài như vậy, từ thứ 2 đến thứ 6 là mình phải tập liên tục, tập hát rồi tập nhảy, nói chung là vận động liên tục. Và sau 6 tuần đó thì cái chấn thương của em nó đau nặng quá. Và giống như là nó tới cái giai đoạn là đau cấp luôn rồi, em không thể nào tập nổi nữa. Mà nó nhức, cái trong người nó nhức dữ lắm. Thì em lên trên sân khấu vòng thứ 6 đó em đứng luôn, em nói là em chắc em xin rút. Thì em định về em đi mổ lại. Em đã từng phẫu thuật 4 lần rồi thì em định phẫu thuật lên thêm lần nữa. Thì đứng trên sân khấu em nói như vậy, em xin rút. Và sau cái đêm hôm đó về á thì có một cái vị bác sĩ đã thấy em trong cái chương trình truyền hình thực tế đó, nói em định đi mổ lần nữa. Thì bác ấy mới gọi cho vợ của em và kêu em là khuyên em là đưa tới cho bác chữa mà đừng cho Phúc đi mổ nữa, tại vì Phúc đã phẫu thuật 4 lần rồi, mổ nữa nguy hiểm. Đó thì từ đó là khi mà qua gặp cái người bác sĩ mà sáng chế ra cái phương pháp mà chữa em hết tới bây giờ đó. Là tới bây giờ là 2020 là 5 năm rồi, là em hết hẳn tới bây giờ luôn. Và hay năm quá. 2018 thì bác em bắt đầu là làm đám cưới, tổ chức đám cưới với vợ. Hay quá. Có phải là chính nhờ cái phương pháp đó mà bây giờ Phúc và Kim Cương đã coi như là thành lập, coi như là một cái cơ sở, dạ, dạ, để gọi là để mà phục vụ để cho những người giúp, mà những giúp những người giúp những người đó bị đi đẹp, đúng không? Dạ, dạ. Đó. Nhưng mà cái thời điểm mà Phúc bị bệnh vậy đó, lúc đó em sao? Em đồng hành cùng anh Phúc. Đương nhiên là em đồng hành, nhưng mà chị đừng nói cái cảm giác của em có, rồi em có sợ, em có giống như là, đương nhiên là mình không dám nói cho chồng mình biết, nhưng mà lúc đó là mình phải tự chịu đựng một mình, đúng không? Chứ mình mà bi quan nữa là chồng mình còn mệt mỏi nữa. Tại vì thời điểm em quen là lúc đó là anh Phúc cũng vừa mới hết bệnh thôi. Có nghĩa là bệnh nó cứ diễn biến triền miên. Cho nên là khi mà em quen thì lúc đó cũng mới hết bệnh, mà em cũng không biết cái quá trình anh bệnh nữa. Nhưng mà khi mà quen được khoảng tới 1-2 năm sau, lúc đó là trong người anh bắt đầu nó đau hoài. Và hai vợ chồng cứ phải đèo nhau đi đến chỗ này chỗ đi kia để chữa bệnh. Đó là như vậy. Mà nhiều khi anh đau, anh nằm sắp trong nhà, anh nằm sắp xong anh ngồi không được, anh phải nằm mà nằm sắp nha. Em mới nói, nhiều khi em nghĩ trời ơi, không, chắc cuộc đời mình lấy một người chồng mà tàn phế luôn như thế này ha. Nhiều khi mình tự hỏi bản thân em luôn á, là như vậy. Tại vì thấy anh đau anh nằm một chỗ đó, nhưng mà rồi cũng cố gắng vượt qua cho đến cơ duyên gặp được bác thì hết hẳn luôn. Và đến 2018 thì tụi em mới cưới nhau. Ba lần trước Phúc đi mổ đó. Bốn lần trước đó dạ. Là lúc đó là trước khi quen chưa có chưa Kim Cương đâu. Tức là em vậy nè, em kể một cái giai đoạn là em bị thoát vị đĩa đệm và chấn thương cái cột sống là từ năm 2001, là lúc còn lắm. Cuối năm của nhóm 1088 đó, là năm thứ hai đó. Thì lần đó là em đau nặng quá và em chịu không nổi nữa, là em phải đi mổ lần đầu tiên là năm 2001 đó. Tới năm 2007 em mổ lại lần nữa. Rồi trong 2 năm sau đó nữa thì em không dám mổ hở nữa, rồi để đi nội soi. Là liên tiếp là 15 năm là phải trải qua 4 ca phẫu thuật, là hai phẫu thuật mổ hở và hai phẫu thuật mổ nội soi. Tại sao phải làm nhiều lần là bởi vì nó cứ đau dai dẳng, nó tái đi tái lại hoài, mình không hết hẳn được.
Trời, dạ. Mà em đồng hành đó bao nhiêu năm ha? Dạ. Đồng hành với cái nỗi đau đó bao dạ. nhiêu năm trời? 15 năm. Và có những khoảng thời gian là mình biết là Phúc là phải nghỉ ngưng hát dạ, khoảng thời gian rất là lâu. Dạ. Đó. Trời ơi. Thôi vậy bây giờ là vui rồi ha. Dạ. Năm nay là đã là coi như mọi thứ là ổn dạ. hết rồi em ha. Bình phục hoàn toàn luôn. Coi như là khi mà em gặp bác là coi như bây giờ em bắt đầu renew lại từ gọi là giống như từ đầu luôn dạ, nha. Từ đầu luôn. Tái sinh đó chị. Tái sinh lại. Tái sinh đó. 2016. Đó bây giờ. Có nghe nè. Rồi ảnh thần tượng của mình rồi là người yêu của mình rồi về nhà bệnh rồi có mình chăm sóc nữa, vậy thì có lúc mà có nghĩa là trong trong tình yêu á ảnh có lãng mạn như những cái ca khúc mà ảnh hát không Kim Cương? Ngày thường thì không có lãng mạn lắm đâu, nhưng mà ảnh Phúc ảnh rất có ý thức vào những cái dịp mà lễ tình nhân hay là những cái dịp sinh nhật thì lúc nào cũng làm nhiều cái điều bất ngờ cho em. Còn ngày thường thì cứ bình thường, ông xã bà xã bình thường thôi. Cái điều bất ngờ mà em nhớ nhất trong cái lần mà ảnh thể hiện đó là cái lần nào ấy? Em nhớ là 2012 á. 2012 thì ảnh hai người quen nhau rồi thì sinh nhật đầu tiên của em á, là ảnh có đặt một nhạc sĩ viết một cái bài hát về tình yêu. Sau đó ảnh làm một cái buổi tối, một cái buổi tiệc dinner xong thì kêu em tới thì em ở nhà em chạy ra em cũng không biết là ảnh làm gì luôn. Nhưng mà khi đến đó thì thấy là ảnh trang trí hoa rồi cái bàn ăn giữa có hai người thôi. Đó rồi có piano. 2012. Dạ. Còn cái gần mới nhất đây đó thì là cái gì? Mới nhất đây là sinh nhật em 8 tháng 3 vừa rồi. Mới đây. Ồ, sinh nhật em ngay ngày 8 tháng 3 luôn. Dạ. Có nghĩa là bởi vì em anh lời. Anh lời. Em lời quá. Bởi vì hai dịp đặc biệt trong một ngày. Và ngày mùng 7 Tết thì em cũng hơi bất cẩn là để làm mất cái nhẫn đính hôn của anh đính hôn cho em. Cái nhẫn đó là chồng em quỳ giữa biển ở giữa dưới biển đó. Tặng cho em nha, là em làm mất. Xong rồi em cũng buồn, nằm gọi là em nằm buồn dồi dào mấy ngày trời luôn. Anh Phúc có buồn không? Anh Phúc có buồn không? Anh nói thôi mất thôi, cũng đi thay người mới, anh mua cái mới cho bự hơn. Anh nói như vậy thôi, thì đến sinh nhật anh mua cho em cái mới. Dạ. Có giống cái cũ không? Hay dạ, là bự hơn. Dạ, to hơn. To hơn. Dạ. Cũng được rồi, nói chung là. Đó là... Nói chung là có Phúc. Có Phúc. Cưới anh Phúc có Phúc. Đó, thì đó. Luôn. Kim Cương mà cưới anh Phúc có Phúc. Có Phúc, Kim hay Cương quá. Mà đi tặng hộp xoàn cho Kim Cương. Trời đó. Chợ cuối về rừng. Chợ cuối về rừng nhiều luôn. Chuyện quá. Chị mai mốt đừng tặng Kim Cương nữa. Tặng bạc đi. Đó. Rồi, sao ta? Thôi bây giờ là bắt đầu. Thôi, bây giờ hiểu phần. Rồi. Bây giờ hiểu đến cái phần gọi là phần... Thật ra trước giờ là khán giả yêu mến anh Nguyễn Hoàng Phúc. Chưa bao giờ biết được cái phần này của anh. Cái tật xấu của anh á. Đó. Không biết luôn á. Đó. Khán giả chắc là khoái cái phần này. Ê, ở chung với ổng có thấy ổng lòi ra cái tật xấu gì không? Đó, Kim Cương. Siêng không? Có siêng không hay là làm biếng? Dạ, như chị Vân biết thì nghệ sĩ mà nhất là những người mà ngôi sao ca nhạc như anh Phúc thì chắc chắn thì họ sẽ sống theo cái feeling của họ. Họ không thể nào mà họ giống như mình được á. Nhưng mà họ giống như em thì chắc họ là em rồi. Cho nên là nhiều khi em về em sống thời gian em cũng hiểu được là ảnh có những cái riêng của ảnh. Nhiều khi ảnh vô toilet ngồi chống một thiệt lâu vậy đó. Không biết làm gì thì chắc sáng tác đó. Ngồi chỗ ngoài vậy đó, kiểu vậy đó. Thì em ngày này nhiều khi em đợi hoài không được thì em hối kiểu vậy đó. Hoặc là ví dụ như kêu ăn cơm, dọn cơm ra là đồ ăn hâm lên nóng hết rồi mà ngồi xuống lướt điện thoại coi gì biết nữa, thiệt lâu cơm nguội canh lạnh hết trơn rồi mới ăn. Kiểu là như vậy. Lề mề đó đúng không? Dạ lề mề, kiểu vậy đó. Quan trọng là ở trong toilet sáng tác đó. Bây giờ khán giả, đặc biệt là fan hâm mộ anh Nguyễn Hoàng Phúc biết được cái có nghĩa là cái cách mà anh sáng tác bài hát nó hay là ở chỗ nào đó. Tại vì anh Quốc Thuận nghe Kim Cương kể á, thì anh Quốc Thuận nghĩ là nó lâu lắm, nhưng mà thực sự đối với em đâu có lâu đâu. Tại vì Kim Cương quá nhanh. Lúc em lấy Kim Cương về đó thì thấy cô ấy là một cái người gọi là nhanh nhẹn, khá nhanh nhẹn và làm việc cái gì cũng gọi là rớp rẽn đó. Một người mà làm giống như làm hơn 2-3 đứa nữa. Tức là nếu mà thấy Kim Cương ra làm việc thì 2-3 đứa nhân viên, 2-3 đứa mà gộp lại mới bằng anh bà. Dạ, đúng rồi. Thăng thắt đó. Thì cái kiểu nhanh và nhanh nhưng mà không có ẩu nha. Nhanh nhưng mà làm rất là chính xác và rất là tươm tất. Đó là lý do tại sao em tự nhiên càng ngày mỗi ngày các em nhìn thấy được cái đó. Em cũng có cái sự thay đổi cho mình. Ngày xưa thì em hay gọi là chậm. Rồi thôi mình cứ cái gì đó mình cứ cái việc danh là rùa bò lật ngựa nữa. Thôi tự nhiên đi nói cái. Tại vì chậm quá, nó nói là rùa bò lật ngựa đó chị. Con rùa nó đã chậm rồi. Dạ đúng rồi. Ngày xưa là chậm 1.5 tiếng, bây giờ là bớt lại còn 1 tiếng. Dạ đúng rồi. Cũng có cái đâu cao lắm là cao lắm con rùa là nửa tiếng thôi chứ làm dữ vậy. Không bị em hối riết là cũng giờ nhanh được xíu rồi. Là nhanh lên được nửa tiếng đúng rồi. Tại vì Kim Cương rất là nhanh thì khi mà về ở chung thì chắc chắn là
phải có người này học người kia hoặc là người kia học người nọ để nhường nhịn nhau để thay đổi. Thì chính em là người thay đổi cái nhanh lên. Thì bây giờ em thấy là cái thay đổi đó là đúng. Nói chung là công việc của em hay là cái gì á, em nhanh á, em thấy bây giờ nó rất là cái lợi thế. Hoặc là hồi trước đây, hồi xưa đó, khi lúc mà em bệnh á, thì dĩ nhiên con người mình nó mệt mỏi, nó uể oải thì nó lười và nó làm biếng lắm. Đi hát hay là này kia rồi nó cũng không có, gọi là nó không có thoải mái và nó không có chủ động. Nhưng mà khi bắt đầu tập được cái tính siêng rồi ha, thì sau này công việc đi hát của em á, gọi là lúc nào cũng xô chậu là tươm tất và tới lúc nào cũng trước ít nhất là khoảng nửa tiếng đồng hồ để đợi. Và em bỏ luôn những cái suy nghĩ hồi trước đây, có những cái ca sĩ mình nghĩ là ngôi sao thì phải tới đúng giờ phải tới trễ chút, phải tới cho người này hát cho người kia trước. Nhưng mà em không có cái tính đó, thì em chỉ có bị hơi lười thôi. Nhưng mà từ khi về làm việc và sống chung và làm việc với Kim Cương rồi thì em thay đổi. Bây giờ là cái công việc của em nó càng ngày càng tốt lên. Và em thấy cái sự thay đổi nó tốt thật. Tới lúc nào cũng tới sớm hơn. Mình có thể mình đợi người khác cũng được, hoặc là nhường người khác cũng được, nhưng mà bắt buộc phải tới trước giờ. Tôi biết lý do tại sao. Tại vì nếu không tới trước giờ là sẽ bị bên đây hối. Đúng không? Hối kiểu lên lên đi, trễ giờ bây giờ. Mấy bà quản lý em vậy lắm. Cái miệng lên tới đây luôn nè. Cái miệng lên tới đây luôn. Ủa mà giờ lạc đề nữa, đang là cái đề gọi là tật xấu. Tật xấu là lười biếng, tật xấu là lười biếng hay lề mề. Rồi sao? Ông Sàng nói tiếp đi. Ông Sàng nói tiếp đi, anh còn sở đoản, anh có cái sở thích gì mà lạ lùng sủng không? À dạ, có một cái sở thích này cũng không có lạ lắm, nhưng mà nó cũng có thể đó là một cái thú vui của ảnh ngoài cái việc ca hát của ảnh ra. Đó là cây kiển á. Có nghĩa là anh mê tới độ là, tất nhiên là nhà của em thì không quá lớn, nhưng mà bây giờ chỉ còn được mỗi cái đường đi vô đi ra thôi. Còn như là anh để kiển hết nha, anh thích để kiển vào trên lầu. Vậy là một sở thích là già nua trước tuổi đó. Dạ. Ôi mình cũng vậy. Thì em cũng già nua trước tuổi. Dạ. Đó đó, những người mà mê cây kiển, chăm cây kiển thiệt là tốt, thiệt là đẹp là những người mà gọi là đầm và gọi là ấy mới chăm được. Không, thật ra nó rất vui. Vui mà. Nó vui lắm chị. Mình nhìn thấy cái cây mà nó tươi tốt, với lại một ngày mình lên mình nhìn thấy cái chồi á, từ bắt đầu nó nở ra mọc lên. Rất là vui. Dạ đúng rồi. Mà nghe tiếng chim hót nó trời đã. Ôi bác Thuận, bởi nãy có cái cặp kia chào chị Dân, chào chú Thuận. Tin không? À dạ. Té ghế luôn mà nhục á, té ghế luôn. Thương dữ vậy đó hả? Cái thương vậy luôn đó. Chào chị Vân mà chào chú Thuận. Chào chị Vân, chào chú Thuận. Cặp người nước ngoài luôn á, chồng người nước ngoài chào vậy luôn. Bởi vì tụi ghét tụi này mà hỏi luôn. Rồi sao nè, còn gì nữa không? Dạ. Khui đi em, đây là cơ hội để em khui đó. Tính ra thì chồng em cũng không có nhiều tật xấu lắm đâu, chỉ như vậy thôi. Dạ. Ủa nhưng mà cái chơi cây kiển nó đâu có xấu đâu. À không, đó là cái đam mê. Nãy là chị hỏi là hỏi cái đam mê. Dạ. Đó là một cái sở thích khác biệt. Như nào vậy là đó. Không có xấu đúng không? Dạ đúng rồi. Chỉ có hơi lề mề thôi đúng không? Rồi bây giờ đã thay đổi luôn rồi đúng không? Rồi bây giờ tới Phúc đó. Cô ấy có tật xấu gì không? Dễ Kim Cương thì kể đi rồi về cắt lương. Tật xấu thì cũng không có tật xấu nhiều, nhưng mà chỉ có cái là hung dữ với chồng. Hung dữ. Nhiều khi la mà kiểu mình nghe riết cái tiếng càm ràm đó mình bất bực. Mình nghe mình bực. Nói hoài á. Mình hết nên rất là dễ quạo. Đó bà hung dữ cỡ nào đó, nói gì chị em tả chị coi cái. Ôi dữ lắm chị ơi, dữ lắm. Kể đi Phúc, tức là cũng là nếu mà ra chiến với em là chắc cũng ngang ngửa cỡ em đó chứ không có thua đâu. Dữ dằn à nha đó hả? Dữ dằn à nha. Dữ dằn à nha. Dữ dằn à nha. Có khi nào mà nổi điên mà đập đồ gì không? Đập đồ thì không có, nhưng mà đập em thì có. Cha dữ dằn à nha. Có như quăng hột xoàn vô mặt á. Ừ. Rồi ơi. Mà em á thì em mỗi lần phụ nữ mà đứng kế em mà đánh em á thì là em sợ em đánh lại. Nên là em chạy. Cái đường theo em là em né em chạy thôi, tại vì em sợ em đứng đó là em đánh lại là sẽ rất là đau và nguy hiểm. Nên là em biết là né trước. Là đi là chạy theo là em né ra cái chỗ khác là bỏ chạy. Nó nào bỏ chạy tôi lấy đóng cửa luôn không? Đóng hoài gì? Đứng ngoài chắc sức đúng không? Ấy rồi mỗi lần như vậy rồi sao mà xả được Kim Cương? Ông bỏ chạy rồi sao mà xả được? Nói chung là em biết cái nết em cũng dữ lắm. Là tại vì giờ em cũng hay hối thúc công việc, với lại những cái công việc mà gọi là những cái công việc không tên nó cứ phải làm cho mình bị áp lực á. Hoặc là em thì làm kinh doanh về online, nhiều khi ban ngày nhiều cái tiếng động xung quanh ở bên ngoài nó làm cho mình nhiều khi mình cũng bị stress. Rồi hoặc là thấy ảnh chần chừ lâu quá thì em hay hối, rồi xong rồi em la vậy thôi chứ em không có hung dữ gì hết á. Không có hung dữ gì hết. Rồi có còn tật gì nữa không? Thêm tật xấu đi Phúc. Này là chưa đủ thời lượng.
Tại vì tật xấu thì em không thấy nữa. Chỉ vậy thôi đó. Ví dụ nấu ăn rồi, rồi cách chăm con rồi đó. Rất, những cái đó thì rất là hoàn hảo. Hoàn hảo. Dạ. Vậy rồi. Chăm con thì số 1 rồi, không ai thương con mà chăm con kỹ và tốt như Kim Cương. Chị hỏi nhỏ dạ. này rồi quản nó quản lý em á rồi rồi tiền bạc nó có dồi dào không hay là nó kẹo? Trời, dĩ nhiên chị dồi dào chứ, giữ tiền của em phải dồi dào chứ. Tức là nó không nhưng có mà kẹo được đó là không em, có kẹo không? Không có kẹo với em. Vậy được. Không có kẹo với em. Chứ nó kẹo là chết đó. Kẹo lại bỏ lâu rồi. Rồi nó có ghen với em không? Đó, cái đó thì khỏi nói rồi. Tức là không có cơ hội nào để được làm cho ghen. Vậy luôn á. Vậy là quản lý là quá chặt luôn rồi. Em nghĩ chặt lắm đó. Coi như là chặt lắm luôn rồi đó. Tới bây giờ em mới thấy là chặt lắm. Không hở luôn đúng không? Trước em thấy là em nghĩ là chắc cũng hở hở nhưng mà không. Bích, giờ 10 năm rồi bích bùng bích cửa luôn. Trời ơi. Ê nhưng mà về cái vấn đề chi tiêu quản lý kinh tế là cô ấy là chặt chẽ luôn đúng không? Chi tiêu, quản lý chi tiêu thì Kim Cương là một người cũng khá là phóng khoáng. Không đến nỗi keo kiệt. Nhưng mà cũng biết tích góp tích lũy cho chồng xài đúng chứ, nhưng mà không phải là keo nha, tức là vẫn khi cũng mua đồ hiệu cho chồng rồi đồ chồng đi diễn là phải nhà thiết kế công chí rồi nói chung là cũng phải cái này cái kia cho chồng, nói chung là không có phải là lấy tiền chồng xong rồi cất cái đó rồi ấy, cũng phải chăm lo cho chồng dữ lắm. Không có lấy tiền chồng mà gom lại đi mua dạ. Không có gom lại mua đâu chị, để bắt chồng mua để cho nó có cái gọi là bằng chứng đàng hoàng, anh mua cho tôi nha. Chứ mà tôi lấy tiền tôi đi mua nha. Đúng không? Trời ơi, hai đứa này quá hạnh phúc luôn. Bây giờ nó không có kẻ tật xấu gì hết trơn. Vậy sao vậy giờ á, là em có muốn hai đứa hai đối phương của mình thay đổi một điều gì đó để mà hoàn thiện hơn không? Cho cuộc sống vợ chồng em có muốn Kim Cương thay đổi gì không? Bớt hung dữ lại không? Bớt rượt em không? Bớt rượt. Mong muốn luôn đi, năn nỉ nó luôn đi. Có một điều gì mà Kim Cương hay nhắc em hoài mà nói em thay đổi. Nhưng mà em nghĩ cái đó là cái tính của mình rồi. Nhiều khi tính em á thì nó cũng trầm tính, ít nói, ít chia sẻ, nhưng mà mặc dù là nội tâm thì rất là tình cảm. Nó là anh bạn của anh trong nghệ sĩ rất là đông, rất là nhiều, nhưng mà em thấy anh ít ngoại giao quá, anh ít giao du với họ quá. Nhiều khi mình nghĩ do cái đông đó mà mới ít giao du đó, nhiều khi đông quá mà bạn đông quá mình giao du với người này giao du với người kia thì nó cũng mất lòng, mất lòng nhiều lắm. Rồi đó những cái mà Kim Cương nhắc khéo, nhưng mà mình thấy là thôi, để dĩ nhiên là bây giờ mình có gia đình rồi chứ nó không phải giống như còn độc thân và còn trẻ giống hồi trước mà mình đi giao du đi đâu nhiều. Thôi thì dĩ nhiên là sau này anh sẽ cố gắng thay đổi tí xíu, tức là mở ra dành cái thời gian cho mình gặp gỡ những người bạn của mình, những người thân nghệ sĩ với mình nhiều hơn nữa. Đó, thì cái đó thì em nghĩ là em sẽ thay đổi. Đó là cái mong mỏi của Kim Cương đối với Phúc đúng không? Còn nãy thôi sẵn em nói luôn cái mong mỏi của em đối với Kim Cương đi. Nãy chị vạch đường cho em chạy rồi đó mà em không đà đó, bớt em nói rượt. Luôn. Bớt rượt Phúc. Phúc mong muốn Kim Cương thay đổi điều gì? Muốn Kim Cương thay đổi những cái gì mà Kim Cương đang làm tốt rồi đó. Muốn Kim Cương làm tốt hơn nữa. Còn thôi cái cá tính và những cái bản tính của em thì thôi cứ giữ vậy đi để cho nó đẹp. Cho vui cửa vui nhà. Dạ, vui cửa vui nhà. Nhiều khi em cũng muốn chạy marathon. Dạ, lâu lâu có cái cằn nhằn vậy em cũng vui chứ, nhiều khi ở trong nhà mà chiều em riết em cũng thấy chán, thấy buồn lắm. Bây giờ hỏi lại Kim Cương nè, ngoài cái việc là mong muốn là Phúc sẽ mở rộng cái mối quan hệ thêm nữa thì còn mong muốn Phúc thay đổi điều gì nữa không? Về sống với nhau gần 10 năm rồi thì em thấy anh Phúc đã thay đổi vì em và vì gia đình rất là nhiều rồi. Thực sự thì em thấy thay đổi mỗi ngày và em cũng không có mong muốn là anh thay đổi hơn gì nữa đâu. Tại vì em cũng muốn cho anh sống đúng với anh để anh còn là một ca sĩ, anh còn là một ngôi sao. Chứ bây giờ anh thay đổi quá, anh sẽ là người bình dân, bình thường giống như em rồi. Nên là anh có một cái đặc tính riêng, có một cái bản sắc riêng. Thôi vậy là quá tuyệt rồi. Đẹp quá. Chúng tôi chỉ còn nói được một câu thôi là cảm ơn hai bạn đã đến tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Chúc hai bạn lúc nào cũng son như vậy, cũng hạnh phúc như vậy, thành công như vậy. Dạ, vâng. Chúc phúc. Chúc phúc. Dạ vâng, cảm ơn chị Vân và cảm ơn anh Quốc Thuận. Dạ, cảm ơn chương trình cũng đã tạo điều kiện để cho hai vợ chồng em có dịp ngồi giao lưu với anh chị và cũng như chia sẻ những cái điều bí mật nho nhỏ của hai vợ chồng. Cảm ơn tất cả quý vị. Đó là bí mật nho nhỏ rồi nghe, còn bí mật lớn nữa. Hẹn trong chương trình khác nghe quý vị.